Xin chào tất cả các bác, rất vui khi được gặp lại tất cả các bác. Năm 2023 tiếp tục được ghi nhận là một năm thành công đối với thành phố Hải Phòng. Bất chấp có những khó khăn như suy thoái kinh tế toàn cầu, nhiều nền kinh tế thắt chặt tiền tệ, lãi suất cao và đầu tư toàn cầu sụt giảm. Năm 2023, tốc độ tăng trưởng GDP của Hải Phòng ước đạt 10,6%, GDP bình quân đầu người đạt 8.010 đô la trên người. Tổng thu ngân sách của thành phố ước đạt khoảng 102.614 tỷ đồng. Trong đó thì thu nội địa đạt 42.500 tỷ đồng. Tiếp nối thành công của năm 2023, hướng tới những mục tiêu của năm 2024. Cuối tháng 11 vừa rồi thì thành phố Hải Phòng đã đưa ra danh sách 20 dự án trọng điểm dự kiến sẽ làm thay đổi bộ mặt của thành phố Hải Phòng trong năm 2024. Sơ qua với các bác thì trong danh sách 20 dự án trọng điểm này sẽ gồm 6 dự án sẽ được khánh thành trong năm 2024, 12 dự án dự kiến khởi công và 2 dự án được chuyển tiếp từ năm 2023 sang. Nhìn chung thì cũng có rất nhiều những cái điểm tích cực, như đã có những cái dự án liên quan đến đầu tư giáo dục hay cải tạo môi trường. Tuy nhiên thì cũng có một số dự án được nhiều người ngóng trông nhưng lại không có tên trong cái danh sách này, như dự án đường vành đai 2 đoạn Tân Vũ Hưng Đạo Bùi Viện, Vinhomes Dương Kinh Kiến Thụy, hay khánh thành bến cảng 3456 và khởi công bến cảng 78 thuộc cảng nước sâu quốc tế Lạch Huyện. Sau đây xin mời tất cả các bác cùng điểm qua 20 cái dự án trọng điểm này nhé. Xin phép các bác được đọc quảng cáo 15 giây. Chỉ với 250.000 đồng một tháng, dùng sâm nhung tố nữ Tuệ Linh sẽ giúp phụ nữ trẻ lại, ngủ sâu giấc, sinh lý luôn tràn đầy. Sâm nhung tố nữ Tuệ Linh chiết xuất từ cây sâm tố nữ, giúp phụ nữ hồi xuân, da sáng, tóc mượt, bổ sung nội tiết mạnh gấp 10.000 lần so với mầm đậu nành và rất an toàn. Các dự án dự kiến khánh thành trong năm 2024. Dự án đầu tiên chính là khánh thành cầu Bến Rừng, kết nối huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng với thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Tổng mức đầu tư là 1.940 tỷ đồng. Cầu Bến Rừng được khởi công từ tháng 5 năm 2020 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư. Cầu có chiều dài là 1.865m, phần đường dẫn hai cầu dài khoảng 410m. Cầu chính và cầu dẫn có bản mặt rộng 22,5m. Trong đó thì cầu chính gồm 4 nhịp Xadot được thi công theo phương pháp đối hướng cân bằng. Cầu dẫn hai bên đầu cầu phía Hải Phòng và Quảng Ninh thi công theo phương pháp công nghệ lắp dầm với 34 nhịp dầm Superti. Trong đó thì bờ Hải Phòng 16 nhịp và bờ Quảng Ninh là 18 nhịp. Theo như thiết kế thì cầu sẽ gồm 6 làn xe, trong đó có 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Chiều cao tính không thông thuyền là 11m và vận tốc thiết kế cầu chính là 80 km/h. Dự kiến thì cầu sẽ hợp long tổng thể cả cầu trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn và thông xe kỹ thuật vào khoảng tháng 4 hoặc đầu tháng 5 năm 2024 nhân dịp kỷ niệm giải phóng thành phố Hải Phòng. Khánh thành cầu Lại Xuân và cải tạo mở rộng đường tỉnh 352, tổng mức đầu tư là 1.334 tỷ đồng. Ngày 2 tháng 2 năm 2023, thành phố Hải Phòng phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ khởi công đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo mở rộng đường tỉnh 352 kết nối huyện Thủy Nguyên với thị xã Đông Triều và sông Đá Bạch. Tổng mức đầu tư cho dự án này là khoảng hơn 1.300 tỷ đồng. Trong đó thì cầu Lại Xuân vượt sông Đá Bạch có chiều dài là 840m, rộng 12m. Cầu có thiết kế bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dưới ứng lực. Tổng vốn đầu tư cho cầu là 544 tỷ đồng. Hạng mục cải tạo đường tỉnh 352 với chiều dài hơn 14 km, mặt cắt ngang nền đường 12m. Điểm đầu của dự án là tại vị trí giao cắt với quốc lộ 10 thuộc địa phận xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, và điểm cuối là kết nối với đường tỉnh 333 trên địa phận của thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Tổng mức đầu tư là khoảng hơn 791 tỷ đồng. Đây là hình ảnh tiến độ cầu Lại Xuân ở thời điểm hiện tại, cuối tháng 11 năm 2023. Liệu trong năm 2024 có kịp khánh thành không các bác nhỉ? Khánh thành đường Đỗ 10 kéo dài đến trục đường V-Ship 9C và phát triển đô thị vùng phụ cận. Ngày 27 tháng 1 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Đỗ 10 kéo dài đến trục đường V-Ship 9C và phát triển vùng đô thị phụ cận. Dự án thực hiện trên hai địa bàn đó là xã Tân Dương và xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, và gần như chạy song song với đường 359. Sau khi đồng bộ với các tuyến đường như theo quy hoạch thì cái đường Đỗ 10 kéo dài này sẽ giúp kết nối nhiều khu vực, đặc biệt là khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng với lại huyện Thủy Nguyên. Tổng vốn đầu tư cho dự án này là khoảng hơn 1.066 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của thành phố và do Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng làm chủ đầu tư. Đường đỗ 10 kéo dài khoảng 1.582 m và tốc thiết kế là 60 km/h. Mặt cắt nền đường rất rộng, khoảng 50,5 m. Khánh thành Trường Cao Đẳng Công nghiệp Hải Phòng giai đoạn 1. Lâu rồi Hải Phòng trong tôi mới thấy một cái dự án liên quan đến giáo dục nằm trong các dự án trọng điểm của thành phố Hải Phòng các bạn nhỉ. Ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, dự án đầu tư xây dựng Trường Cao Đẳng Công nghiệp Hải Phòng giai đoạn 1 được khởi công và dự kiến sẽ khánh thành vào tháng 5 năm 2024 nhân dịp kỷ niệm 69 năm giải phóng thành phố Hải Phòng. Trường Cao Đẳng Công nghiệp Hải Phòng giai đoạn 1 được triển khai diện tích khoảng 7,4 hectare tại xã Mỹ Đức, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, bao gồm các công trình đồng bộ áp dụng các tiêu chuẩn trường cao đẳng nghề chất lượng cao, quy mô tuyển sinh đào tạo khoảng 2.000 học sinh sinh viên trên năm. Tổng mức đầu tư cho dự án là khoảng 375 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách của thành phố. Các khoa đào tạo cơ bản như khoa công nghệ thông tin, khoa sư phạm, khoa kinh tế, khoa điện tử, công nghệ ô tô, cơ khí, v.v. và rất nhiều các ngành nghề khác nữa. Trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng giai đoạn 1 được kỳ vọng góp phần quan trọng vào chiến lược đào tạo nghề, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Hải Phòng sau này. Và có thêm một dự án nữa cũng được khánh thành trong năm 2024 nhưng mà lại sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách. Và đó chính là khánh thành nhà máy LG Innotek phần mở rộng tại lô I3. Tổng mức đầu tư là 47.000 tỷ đồng. Dự án LG Innotek do công ty trách nhiệm hữu hạn LG Innotek Việt Nam Hải Phòng làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư siêu khủng khoảng hơn 47.000 tỷ đồng. Đây là một dây chuyền sản xuất các loại linh kiện điện tử cho ngành công nghiệp ô tô, di động và mô đun điện thoại. Dự kiến thì khi nhà máy đi vào sản xuất sẽ tạo thêm công việc làm cho khoảng 2.600 lao động. Lợi nhuận dự kiến là khoảng 400 triệu đô trên năm và nộp ngân sách khoảng 100 tỷ đồng trên năm. Trong phần tiếp theo của video sẽ là các cái dự án dự kiến sẽ khởi công trong năm 2024. Một là dự án xây dựng đầu tư cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận 6.300 tỷ đồng. Cầu Nguyễn Trãi đã trải qua nhiều năm liên tiếp có mặt trong danh sách các cái dự án trọng điểm của thành phố Hải Phòng. Nhưng với những cái tín hiệu tích cực gần đây như thành phố đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng thì năm nay khả năng cao là cầu Nguyễn Trãi sẽ khởi công các bác nhỉ. Cầu Nguyễn Trãi bắc qua sông Cấm nối quận Ngô Quyền với huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Tổng mức đầu tư là 6.300 tỷ đồng. Cầu dài 1,45 km, bề rộng cầu chính là 26,5 m. Cầu dẫn khoảng 23,5 m gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Xây dựng nhánh xuống đường Lê Thánh Tông và tốc thiết kế cầu chính là 80 km/h. Ngoài ra thì đường Nguyễn Trãi cũng sẽ được mở rộng thành 41,5 m, đường dẫn lên cầu rộng 23,5 m, lòng đường gom, hai bên cầu đoạn có tường chắn và dưới gầm cầu rộng 7,5 m, vỉa hè hai bên rộng 1 m. Và bố trí thêm các cái dải cây leo trang trí dọc tuyến đường chắn hai bên rộng 0,5 m. Một cái dự án rất lớn của thành phố và Bắc. Hy vọng năm nay sẽ được khởi công. Khởi công cầu Máy Chai và đường dẫn hai đầu cầu thuộc dự án khu vui chơi giải trí, nhà ở, công viên sinh thái đảo Vũ Yên 2.300 tỷ đồng. Trên thực tế thì cái dự án cầu Máy Chai này đã được bắt đầu triển khai thi công từ tháng 7 năm 2023. Hải Phòng chúng tôi cũng chưa hiểu tại sao thành phố lại đưa cái dự án này vào danh sách các cái dự án sẽ khởi công trong năm 2024. Dự án xây dựng cầu Máy Chai có tổng chiều dài toàn tuyến là 2,2 km. Điểm đầu của dự án là kết nối với các cái trục chính RD1, RD2 thuộc khu đô thị đảo Vũ Yên và cái điểm cuối giao với đường Lê Thánh Tông tại vị trí cầu tre của quận Ngô Quyền. Cầu Máy Chai thì có kết cấu dây văng, trong đó phần cầu chính thi công theo phương pháp lắp nhịp biên trên đà giáo di động, lắp hẫng nhịp giữa. Mặt cắt ngang cầu chính rộng 21,5 m gồm 4 làn xe chạy với tốc thiết kế là 60 km/h. Còn phần cầu dẫn hai bên mặt cầu cắt ngang rộng 17,5 m và tốc thiết kế là 50 km/h. Dự án cầu Máy Chai có tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng do tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T2 Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi và dự án đầu tư xây dựng nhà ga hàng hóa Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi. Tổng mức đầu tư 3.130 tỷ đồng. Dự án nhà ga hành khách T2 và nhà ga hàng hóa Cảng Hàng không Cát Bi cũng từng được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đưa vào các cái danh mục dự án trọng điểm năm 2022 và năm 2023. Tuy nhiên thì đến nay vẫn chưa được khánh thành. Hai dự án trọng điểm trên có tổng mức đầu tư là hơn 3.000 tỷ đồng do Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam CTCP ACV làm chủ đầu tư. Nhà ga hành khách T2 thì có năng lực vận chuyển khoảng 5 triệu hành khách trên năm và nhà ga hàng hóa sẽ đưa công suất vận chuyển hàng hóa lên trên 100.000 tấn trên năm. Nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ của dự án trên được chỉ ra rằng có những cái điều chỉnh quy hoạch bổ sung hay dự án có hơn 12,82 hectare đất do Bộ Quốc phòng quản lý, nên Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cùng với lại cơ quan quản lý đất quốc phòng đang tháo gỡ những khó khăn, báo cáo cơ quan có thẩm quyền thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh, kết cấu hạ tầng khu nghiệp Tiên Thanh-Tiên Lãng 4.597 tỷ đồng. Đây cũng là một cái dự án từng được Hải Phòng đưa vào cái danh sách các dự án trọng điểm trong năm 2023, nhưng tiếp tục bị lùi lại sang năm 2024. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu nghiệp Tiên Thanh Tiên Lãng được giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Khu nghiệp Tiên Thanh làm chủ đầu tư với mục tiêu xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu nghiệp. Dự án này được triển khai trên quy mô rộng 410 hectare, trong đó thì giai đoạn 1 là 150 hectare và cái giai đoạn 2 là khoảng 260 hectare. Còn lại sẽ được thực hiện khi có cơ sở xác định phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được cấp thẩm quyền phê duyệt. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 4.597 tỷ đồng. Có hai dự án xây mới tuyến đường, bao gồm dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Hóa và đoạn tuyến qua Hải Phòng của tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi Cầu Nghìn 760 tỷ đồng. Và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường tỉnh 354 huyện Tiên Lãng đến quốc lộ 10 huyện Vĩnh Bảo hơn 1.380 tỷ đồng. Khởi công 3 dự án nhà ở xã hội. Hải Phòng đợt này xây dựng nhiều nhà ở xã hội thế các bạn nhỉ? Lần lượt gồm dự án xây dựng nhà ở xã hội tại khu đô thị Cầu Rào 2, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân 1.939 tỷ đồng. Liệu dự án này có phải để chuẩn bị xây dựng Cầu Rào 3 phải không bác? Dự án xây dựng đầu tư nhà ở xã hội giai đoạn 1 tại phường Tràng Cát, quận Hải An thuộc khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải 5.834 tỷ đồng. Dự án xây dựng nhà ở xã hội tại phường Đông Hải 2, quận Hải An thuộc khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải 3.267 tỷ đồng. Có thêm một dự án vô cùng đặc biệt nữa liên quan đến cải tạo môi trường. Đó chính là nhà máy sản xuất vật liệu phân hủy sinh học công nghệ cao ECOVAN 11.880 tỷ đồng. Ngoài ra thì cũng có thêm một dự án nữa liên quan đến phát triển giáo dục, đó là dự án tổ hợp giáo dục Tiền Phong 176 tỷ đồng. Với dự án này thì chủ đầu tư đang đưa ra hai phương án. Phương án thứ nhất là phát triển khu phức hợp giáo dục quốc tế Singapore, bao gồm một tổ hợp giáo dục đào tạo liên cấp từ bậc mầm non đến trung học, phổ thông và trường cao đẳng đại học, cung cấp chương trình giáo dục nghề nghiệp. Còn cái phương án thứ hai là phức hợp giáo dục và du lịch sinh thái Pegasus với mô hình kết hợp giữa trường học giáo dục kỹ năng sống và khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái chuẩn quốc tế. Cả hai cái phương án trên đều do tập đoàn Kinderwood đề nghị đảm nhiệm vai trò triển khai. Ngoài ra thì như nói với các bác, có hai dự án được triển khai và chuyển tiếp từ năm 2023 sang. Đó là dự án xây dựng trung tâm hành chính chính trị, hệ thống giao thông và hệ tầng kỹ thuật đồng bộ khu đô thị mới Bắc Sơn Cấm, tổng vốn đầu tư là khoảng 2.513 tỷ đồng. Và một dự án còn lại đó là dự án đầu tư trung tâm hội nghị biểu diễn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khu đô thị mới Bắc Sơn Cấm khoảng 2.336 tỷ đồng. Cả hai dự án này thì đều đang có tiến độ rất nhanh các bác nhé. Video sau thì Hải Phòng cho tôi sẽ cập nhật với các bác tiến độ của hai dự án này. Như vậy là Hải Phòng chúng tôi đã cùng các bác sơ bộ điểm qua 20 dự án trọng điểm của thành phố Hải Phòng trong năm 2024. Năm nay thành phố đã có những cái chủ trương cực kỳ ấn tượng khi đưa ra các cái dự án liên quan đến đầu tư phát triển giáo dục, cải tạo môi trường. Ngoài ra thì cũng có rất nhiều các dự án cầu đường giúp và Hải Phòng dần trở thành một trung tâm kết nối của khu miền Bắc. Tuy vậy thì cũng có rất nhiều các dự án được lùi lại từ các năm Hy vọng thì năm nay sẽ không có dự án nào được lùi sang năm 2025 nữa. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Các bác thấy sao về 20 dự án trọng điểm của năm 2024? Để lại ý kiến ở phần bình luận để ủng hộ Hải Phòng chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo. Xin chào.